Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay là mình lại đi săn nhé mọi người. Mình đi săn cùng khẩu con OZ của mình nhé. Rất là có muối nhé mọi người. Có muối nên mình phải đốt hương muối để đuổi muối đi nhé. Quả đấy nhé mọi người. Quả chín thế này mà ở trong cây quả cả buổi mà chả thấy con gì ăn. Cây quả trên này nhé mọi người. Trong cây quả cả buổi nhưng mà không có con chim nào về ăn nhé mọi người. Không có sóc quả chim nào luôn. Chán quá mọi người ạ. Quả chín rụng nhiều thế này mà. Nếu như mọi người thấy video mình hay thì hãy cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nhé mọi người. Buồn quá mọi người ạ. Đi cả buổi mà không được bán phát nào luôn mọi người ơi. Mùa này đi săn là rất là chán luôn nhá. Đi cả buổi mà không được bán phát nào là rất là chán luôn. Đây nhá mọi người. Đi săn không thấy gì nhưng mà về đến đây là mình lại thấy một cái tổ ong nhá. Tổ này cũng khá là to nhá mọi người. Tối là lại có mồi nhậu rồi mọi người ạ. Mình xin chào tất cả mọi người nhá. Đây nha mọi người. Tối là anh em chúng mình lại đi đốt ong nha mọi người. Không biết có nhộng không. Cây này cũng rất là cao nha mọi người. Đây nha mọi người, thành quả của tổ ong đây nhá. Bằng này là cũng đủ để nhậu một bữa rồi mọi người ạ. Mình xin chào tất cả mọi người nhé.